Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Ở clip này thì Minh Vũ đang test chất âm con lọc Galactinic model là DL370 cho một bác khách ở trong Bình Dương nhé. Quốc và model DL370 là cao cấp nhất, VIP nhất ở trên thị trường hiện nay. Nó cũng là cái dòng lọc equalizer hay nhất trên thị trường. Cái này anh em chơi gia đình cũng như là đi làm sự kiện, đặc biệt là sự kiện nhá. Thì đây là con lọc rất đáng để chơi. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, không bị lỗi. Máy móc zin nguyên bản các bạn. Chơi những cái dòng lọc equalizer xịn này thì những cái cần gạt của nó nha các bạn, những cái cần gạt của nó rất là trơn tru và không bao giờ nó có hiện tượng là bị ruột duẹt như những cái dòng lọc khác các bạn. Các bạn nên chơi lọc equalizer, nó hay hơn là chúng ta sử dụng lâng tiếng. Các bác sử dụng lâng tiếng thì chỉ chơi cho cái gọi là cái dàn âm thanh nó rẻ tiền, gọi là chơi kiểu là lân dân dã ấy. Còn đối với những âm thanh mà chuyên nghiệp, những người sành chơi thì anh em nên lựa chọn những dòng lọc equalizer. Và những dòng lọc equalizer thì cũng có rất là nhiều loại đấy. Mình có thể lựa chọn làm sao để cho nó phù hợp. Thì những cái dòng cao cấp thì như con này là cao cấp nhất rồi đấy. Còn tiếp đến là những cái con ví dụ như là PV chẳng hạn, con PV này của Mỹ, hoặc là những dòng DBX. Và cũng có rất là nhiều loại dòng BSS, rất là nhiều loại những dòng lọc cao cấp với cái tầm tiền cũng rất hợp lý. Như con PV này thì em đang bán mức giá là 6 triệu tình trạng là đẹp như mới. Còn con Galactinic này thì em bán là hơn 11 triệu đấy, tình trạng thì cũng rất là đẹp mà máy móc có thứ gì nguyên bản. Các bác sử dụng mà ấn ví dụ như là ở đây nó không cái volume, ở đây nó không có đèn nữa đấy, thì là có nghĩa là mọi chức năng khi mà chúng ta điều chỉnh ở đây là không có tác dụng nhé. Chúng ta muốn điều chỉnh con này ngoài cái giải equi cần này ra ấy, các bác chỉnh ở đây ấy, thì nó còn có cái phần equi bên ngoài volume này nữa. Đây này, nó có ghi sơ đồ rất là rõ. Đây này, cắt rất là sâu nhé, từ 20 hertz đến đây này. Đây này đánh cái giải bass và lại đánh giải trung nhé. Giải bass đây này. Đấy. Còn đây là giải tép nhé, từ 2k đến 20k này. Đấy, hai vế riêng biệt. Đấy, mọi người muốn điều chỉnh thì phải ấn vào như này thì nó mới có, khi mà mình căn chỉnh nó mới có tác dụng nữa chưa. Các bác nghe chưa, em được cắt cái giải vận giải tép đấy nhá. Tăng tép này này, tép con này nó rất là mạnh nên mọi người tăng vừa thôi. Đây là bass này, cắt bass đây này. Đấy.
trung tiếp. Con lọc này thì nói chung là nó rất là hay các bạn. Đây. Em sẽ quay một chút về cái nội thất. Nhìn cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà không hiểu sao là nó lại đắt đến như vậy. Còn nguyên cả mã tem email. Và cái dòng lọc Equalizer này thì nó chỉ có hàng xịn thôi các bác nhé. Quá đẹp. Đây là phần đằng sau của nó. Con này nhập Mỹ về, nhập bên Mỹ về các bác nhé. Thì đối với dòng lọc Equalizer này thì nó chạy điện AutoVolt từ 100 đến 240V. Giải tần của nó từ 50 đến 60 Hz. Công suất thì rất là lớn, 60W. Các bác nhé, công suất là 60W, rất là khủng khiếp luôn. Con lọc này là cái dòng lọc công suất lớn nhất và cũng là dòng đắt tiền, dòng hay nhất đây. Rồi, clip này thì em xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Ngoài mẫu Galactic này ra thì em vẫn còn những mẫu model nhỏ hơn như DL300 và dòng Equai của PV. Và mấy loại nữa thì clip sau em sẽ lên sóng giới thiệu các bác. Rồi, xin chào tất cả các bác.